trở thành thổ địa để đưa cô bạn thân lần đầu đến Phú Quốc khám phá nè. Cao thượng ghê. Bình thường ấy, người ta thường nói rằng là đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai. Thực sự là nơi này quá tuyệt vời luôn. Này cả khi đến đây rất là nhiều lần rồi nhưng mà Ri vẫn cảm thấy bất ngờ và thú vị với lại những điều mới lạ ở đây. Chuyển từ khách sạn đến với Safari, nhưng mà tụi mình vẫn muốn đi vào chuyến xe đầu tiên để có thể tối đa thời gian ở Safari. Ta-da! Đi chuyến sớm nhất mà trước cổng đã rất là đông người xếp hàng rồi nè. Hiện tại tụi mình đang có mặt trong một chuyến phiêu lưu đặc biệt nơi Bắc đảo, là khu Safari với rất nhiều loài thú hoang dã đến từ khắp nơi trên thế giới. Chính xác! Và đây chính là vườn thú bán hoang dã lớn nhất Đông Nam Á, nằm ngay bên cạnh rừng Nguyên Sinh. Với kinh nghiệm đã từng đến đây nên Ri quyết định điểm đến đầu tiên chính là khu vực biểu diễn động vật. Bật mí nha, nơi đây có một show trình diễn của muôn loài chim rất là đặc sắc luôn. Và tụi mình sẽ đi khám phá thế giới của các loài chim trước. Ở đây còn có một bất ngờ cho cả Ri và Ánh nữa. Anh lòng không gì chỉ tài nhá. Trông thì nhỏ bé như thế này thôi nhưng mà đặt lên tay thì cũng khá là nặng đấy các bạn ạ. Nhà bầu đó rất là sạch sỡ và xinh xắn nha, còn đẹp hơn cả chim Ánh nữa. Đó, người ta nói là lục hoa quả mà. Là chuyện lục hoa quả, may mắn sáng nay đã kịp chuyến xe bus đầu tiên, thế nên bây giờ tha hồ chơi với các bạn voi hay là hươu cao cổ luôn. Bên này là các bạn vượn cáo đỏ. Trông hơi lười, trông hơi lười một tí. Bạn nhớ mua một chút thức ăn để được chạm tay vào các em đó nha, chắc chắn là vui lắm luôn á. Ở đây chúng ta sẽ có một gia đình vượn cáo. Và không có gì khó để làm quen, chỉ ít phút thôi, gia đình vượn cáo đó đã tìm được nơi trú ngụ an toàn. Trong thì đông đúc vậy thôi chứ các em ý cũng nhẹ nhẹ à, lại thêm bộ lông mềm mượt như nhung nữa. Ai mà yêu động vật, đặc biệt là các em bé thiếu nhi thì rất rất là nên trải nghiệm khu này nha. Đảm bảo bạn sẽ không chỉ có những giây phút thú vị mà còn có những bức hình độc nhất vô nhị nữa nè. Mà nhân thể nói đến chuyện độc lạ, lạ lạ thì đây, mới ngạc nhiên chưa với cô bạn Ngọc Chào Ánh. Mừng mọi người đến với hành trình nhốt người thả thú. Mình bị nhốt trong cái xe này ạ. Dạ đúng rồi ạ, các bạn thú sẽ được thả tự do ở ngoài kia. Bởi vì do chúng ta hãy lên xe buýt và cùng nhau đi thôi nào. Một bước vào lãnh địa của những loài thú thì tụi mình đã bị nhốt lại trong xe như vậy nè. Thôi thì nhập gia tùy tục, tụi mình đang hồi hộp được nhìn thấy những loài thú chỉ có trong sách đỏ thôi. Những loài động vật hoang dã chưa bao giờ gần đến thế. Hello, bạn tê giác rất là dạng dĩ luôn, rất là dễ thương luôn. Em mình vậy đó. Cả Ri và Ánh đều bị cuốn hút bởi tập tính của các loài động vật ở đây, thấy yêu thiên nhiên hơn, thấy mình có trách nhiệm để cùng chung tay bảo tồn, giữ gìn thiên nhiên tươi đẹp ở quanh ta. Kia là ngựa vàng nè, rồi con kia là con gì vậy anh? Thật sự là trông rất giống linh dương nhưng mà mình không chắc có phải là linh dương không. Nhưng mà sao mới sống chung với nhau được hay hơn? Nhiệm vụ hôm nay của Riri là trở thành thổ địa để đưa cô bạn thân lần đầu đến Phú Quốc khám phá nè. Cao thượng ghê. Nhưng mà công nhận là rất hòa thuận nhá, không xảy ra vấn đề gì. Kết thúc hành trình lạc vào rừng thẳm là màn quậy bung nóc với các thổ dân châu Phi. Mình xem show diễn biểu diễn thôi, điệu múa. Yulu hả, cái gì ta? Yulu. Điệu nhảy Yulu ở Safari Phú Quốc nha. Ok, hãy cùng xem với tụi mình nào. Thế đó, mỗi lần đến Bắc đảo là một cảm xúc khác, là những trải nghiệm khác. Tất cả hứa hẹn một lần đu đi của tụi mình sẽ hết nước chấm luôn. Đến Bắc đảo Phú Quốc để buông lụa ngay thôi.